Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, gần đây, tình trạng thu chi không minh bạch, bất hợp lý xảy ra khá nhiều tại các trường học trên cả nước. Điều này gây ra tâm lý lo ngại cho phụ huynh học sinh, đồng thời làm mất đi sự minh bạch công bằng vốn có của các môi trường sư phạm. Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một trường học ở Đà Nẵng thông báo thu 14 triệu một lớp học, bao gồm phí lắp đặt điều hòa cộng với tiền điện trong một năm học. Ngay lập tức, thông tin nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Ngay sau đó hiệu trường đã lên tiếng giải thích trường đang làm theo đúng chủ trương của thành phố. Trước thông tin trên, ông Nguyễn Hữu Phước, hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng là nơi xảy ra vụ lùm xùm tiền điện điều hòa 9 tháng cho hay, việc lấy ý kiến này được thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành liên quan, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đến các địa phương yêu cầu tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh liên quan đến việc đầu tư máy điều hòa. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trường trung học cơ sở tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và làm rõ các cơ sở đảm bảo được nguồn kinh phí huy động hàng năm để vận hành, sau đó tổng hợp và gửi báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo trước ngày 4 tháng 11. Theo ông Phước, trường tiểu học đoàn thị điểm đã tổ chức lấy ý kiến từ ngày 28 tháng 10 cũng theo vị hiệu trưởng, về dự kiến chi phí vận hành ban đầu được trường đưa ra là 5 triệu đồng bởi khi lắp đặt điều hòa, hệ thống điện có sẵn ở trong các trường không đảm bảo, phải lắp đặt lại hệ thống điện đi riêng cùng với các thiết bị đi kèm khác. Trong biên bản lấy ý kiến, trường cũng đề xuất 3 mục là đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác để phụ huynh lựa chọn. Sau đó trường sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến của phụ huynh, tổng hợp để báo cáo với cấp trên. Khi được hỏi về thắc mắc của nhiều người về việc mùa đông, đa phần học sinh sẽ không sử dụng đến điều hòa. Vậy tại sao nhà trường lại thu tiền điện cả những tháng mùa đông? Điều này có phải là hơi vô lý hay không? Trả lời vấn đề này, ông Phước cho hay, nhà trường đã tính toán và đưa ra các dự kiến về mức kinh phí vận động xã hội hóa trong một năm học, gồm tiền điện trong 9 tháng, khoảng 8,6 triệu đồng trên một lớp, phí bảo trì, vệ sinh hai máy, 600.000 đồng. Phí vận hành ban đầu cho hai máy là 5 triệu đồng, chỉ thu năm đầu tiên khi bắt đầu sử dụng thiết bị dự kiến tổng chi phí tối đa là hơn 14 triệu đồng. Với bình quân mỗi lớp 35 học sinh, dự kiến mỗi học sinh đóng hơn 45.000 đồng trên một tháng. Trong phiếu ý kiến cũng nêu rõ mức kinh phí về đề xuất theo dự trù nói trên nhằm đưa ra số tiền có tính tham khảo, cũng chia sẻ để cha mẹ học sinh cho ý kiến. Ông Phước cho hay các chi phí trên chỉ là dự kiến ở mức tối đa, nếu đề án đi vào thực tế để phụ huynh có thể hình dung được mức đóng. Chia sẻ thêm về quan điểm đối với chủ trương lắp đặt điều hòa ở các phòng học Ông Phước bày tỏ sự đồng ý vì việc này rất cần thiết. Thưa quý vị, đối với đa số các bậc phụ huynh, việc học tập của con cái luôn là vấn đề được ưu tiên và chú trọng hàng đầu. Ai cũng muốn con được học tập và phát triển trong môi trường tốt, công bằng và lành mạnh. Vậy nên trước tình trạng xảy ra việc lạm thu quỹ tại nhiều trường học với số tiền từ hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu khiến không ít bậc cha mẹ cảm thấy băn khoăn. Mới đây, lại có thêm một sự việc xảy ra tại một trường trung học cơ sở nằm trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An. Cụ thể, do thời gian chuẩn bị có hạn, nên hội phụ huynh của một lớp thuộc khối 8 đã đề xuất thu mỗi học sinh 700.000 đồng để phục vụ công tác chuẩn bị văn nghệ chào mừng 20 tháng 11. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, phụ huynh của một lớp thuộc khối 8, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập thành phố Vinh, Nghệ An huy động trong lớp nộp 700.000 đồng một học sinh để mua áo đồng phục và phục vụ cho tiết mục văn nghệ dự thi. Cụ thể, theo thông báo trong nhóm Zalo của các phụ huynh có nội dung, để kịp thời thuê giáo viên hướng dẫn, lựa chọn bài, thuê trang phục biểu diễn, chọn áo đồng phục cho các con, hội phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm dự kiến sẽ triển khai từ ngày 23 tháng 10. Ngay khi thông báo được đưa ra, đã có phụ huynh học sinh phản đối. Vị phụ huynh này thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Em xin phép con em không tham gia. Ba năm học, lần đầu tiên em ý kiến vì số tiền chi quá cao. Có những gia đình nhiều con đi học, đầu năm đã thu bao nhiêu khoản khác, chỉ 700.000 đồng cho việc này là hơi nhiều. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người có ý kiến bức xúc không đồng tình vì mức thu nói trên là quá cao và không hợp lý, cách triển khai áp đặt. Qua tìm hiểu được biết, hội phụ huynh đứng ra vận động là của trường trung học cơ sở Hòa Hi tập, thành phố Vinh Nghệ An. Được biết Lớp học này có 43 học sinh nằm trong diện vận động, số tiền thu về để phục vụ diễn văn nghệ dự kiến là hơn 30 triệu đồng. Tiết mục văn nghệ được hội phụ huynh yêu cầu cả lớp cùng tham gia. Theo kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam của trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, có nhiều cuộc thi gồm thi đua tuần học tốt, giờ học tốt, thi lớp sạch, lớp đẹp, thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường đối với học sinh khối 9 clip tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh năm 2023 đối với học sinh khối 7, thi văn nghệ đối với học sinh khối 6, thi dân vũ đối với học sinh khối 8, trang phục thi dân vũ ghi rõ là đồng phục thể thao của trường hoặc lớp nếu có. Sáng ngày 25 tháng 10, bà Hoàng Phương Thảo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vinh xác nhận thông tin trên và cho biết sự việc trên chỉ là hiện tượng tự phát của một lớp và hoàn toàn do phụ huynh thực hiện, chứ không phải chủ trương của nhà trường. Bà Thảo cho biết, sau khi nhận được thông tin, đích thân tôi đã chỉ đạo nhà trường làm rõ vấn đề này. Vấn đề một phần là do lỗi của nhà trường không quán triệt rõ cho hội phụ huynh. Do đó, họ cứ nghĩ là được quyền kêu gọi đóng góp của các phụ huynh. Tất cả các hoạt động trong nhà trường phải thông qua ý kiến của hiệu trưởng, chứ không phải thích làm gì thì làm. Cũng theo cô Thảo, mặc dù chưa được nhà trường thông qua, nhưng hội phụ huynh lớp 8 này đã tự phát thông báo vấn đề thu tiền. Bà Hà Lê Hòa Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hà Huy Tập cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm. Cùng ngày, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập cũng đã làm việc với công an thành phố Vinh, ban đại diện phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Bà Bình cho biết, chúng tôi đã chỉ đạo chấn chỉnh lại giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện phụ huynh về cách thức làm việc. Kế hoạch mới duyệt ngày hôm qua, đến nay hội phụ huynh chưa thu khoản nào. Cách làm việc của phụ huynh chưa đúng gồm cả tiền ăn, uống của học sinh vào trong quá trình tập luyện và tính ra số tiền như vậy, 700.000 đồng. Hiện sự việc vẫn đang nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chỉ là một ngày lễ kỷ niệm, tại sao phải tốn kém đến như vậy? Thêm vào đó, bỏ ra vài trăm để mua đồng phục văn nghệ, nếu chỉ dùng để biểu diễn thì không phải quá lãng phí hay sao? Vẫn vâng biết hoạt động tổ chức văn nghệ tri ân đến các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 là hoàn toàn hợp lý và đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng, cũng không nên để những dịp như thế này trở thành nỗi băn khoăn và gánh nặng kinh tế cho phụ huynh các em. Thưa quý vị, nhức nhối các khoản thu đầu năm đã trở thành một tồn động rất nhiều năm nay. Cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt đề. Mới đây nhất phải kể đến vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân Hà Nội khi một phụ huynh có ý kiến về chuyện thu chi đầu năm của nhà trường. Tuy nhiên cho rằng phụ huynh đã có những lời lẽ làm ảnh hưởng uy tín của nhà trường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân đã mời phụ huynh này lên làm việc, thậm chí thời sự VTV cũng đã đưa tin phản ánh về vấn đề này. Sự việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, Hà Nội, xuất phát từ một đoàn tin nhắn trao đổi trên nhóm lớp phụ huynh lớp 12A3 Nhóm phụ huynh có 50 thành viên, bao gồm giáo viên chủ nhiệm lớp. Đoạn tin nhắn bị cho là xúc phạm nhà trường là căn cứ để nhà trường gửi giấy mời cho phụ huynh Hát lên làm việc. Sau nhiều lần gửi giấy mời nhưng không nhận được sự hợp tác, nhà trường đã ra thông báo yêu cầu ông Hát phải lên làm việc trước ngày 29 tháng 9, nếu không sẽ dừng công tác giáo dục với con ông. Nội dung đoạn hội thoại có thể tóm tắt như sau: Ông HTA, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân thông báo, việc sẽ dừng cương vị này do bị nhà trường gây sức ép với giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu ông không được giữ cương vị này nữa. Theo ông HTA, lý do của sự việc trên là ông đã có các ý kiến về việc mập mờ thu chi quỹ cha mẹ học sinh trường vào các năm học trước. Ông HTA viết vì tôi đã nói ra những mập mờ về vấn đề thu chi quỹ hội cha mẹ học sinh của nhà trường năm vừa rồi và những năm trước đó, nên tôi đã bị nhà trường gây sức ép cho giáo viên chủ nhiệm để yêu cầu tôi phải từ bỏ chi hội trường của lớp, để không phải đi họp và đưa ra những ý kiến của mình nhằm đóng góp trên tinh thần xây dựng lợi ích của học sinh và giáo viên trên cơ sở pháp lý. Tuy nhiên cuối học kỳ 2 lớp 11, tôi xin ý kiến các bác về việc thay đổi chi hội trường phụ huynh lớp mình và các bác vẫn đề nghị tôi làm chi hội trưởng. Ông HTA có tiếp đoàn tin nhắn, nhưng mấy hôm nay để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường lại tiếp tục gây sức ép cho giáo viên chủ nhiệm, ép tôi không được làm chi hội trường phụ huynh lớp 12A3 để thay người khác, mặc dù không chính thức bầu theo ý kiến của các bác. Việc này nhà trường không có quyền can thiệp vào nội bộ phụ huynh học sinh của trường cũng như các lớp, nhưng nhà trường vẫn cố tình làm như vậy và gây khó dễ cho giáo viên chủ nhiệm để bắt tôi không được làm chi hội trường phụ huynh lớp mình bằng những lý do rất trẻ con và cực kỳ vô lý nối tiếp phần tin nhắn chia sẻ của ông HTA, ông Tê đã viết trên nhóm lớp như sau: vậy là nhà trường không trung thực và không tôn trọng ý kiến của phụ huynh học sinh. Vậy trong cuộc họp có cần thiết phải bầu chi hội trưởng nữa hay không? Nếu nhà trường cho rằng làm như vậy là đúng, thì đâu cần phải họp phụ huynh để làm gì? Nhà trường làm gì cứ làm, đâu cần ý kiến của phụ huynh. Trong cuộc họp ngày mai yêu cầu cô chủ nhiệm lắng nghe ý kiến của phụ huynh và tôn trọng những quyết định của phụ huynh khi bầu ra một người chi hội trưởng để thay mặt phụ huynh chúng tôi nói ra ý kiến của mình. Nếu được. Cô chủ nhiệm có thể mời thầy hiệu trưởng đến để dự cuộc họp của lớp. Nếu được, mời cả cán bộ phòng giáo dục của huyện đến dự để cuộc họp thành công tốt đẹp." Ông Tê nhắn tiếp, "Tôi không nghĩ một ngôi trường để đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai lại có những hành động xấu đến như vậy, chù dập cả cái đúng, bao che cho cái sai, mập mờ không hề minh bạch trong mọi vấn đề như vậy. Bản thân chúng tôi tin tưởng nhà trường đã giao con cái chúng tôi cho nhà trường để nhà trường thay chúng tôi dạy dỗ các cháu, nhưng trong chính bộ máy lãnh đạo của trường đã như vậy." không biết khi đào tạo các con của chúng tôi thì các thầy cô đào tạo cái gì. Bản thân tôi, tôi vẫn mong bác tri hội trưởng vẫn sẽ tiếp tục cương vị của mình. Năm nay cuối cấp của các con, mong bác sẽ không bỏ các con vào năm cuối cấp. Nếu các bác đồng ý, bác tri hội trưởng vẫn tiếp tục cương vị của mình để giúp chúng ta nói ra những cái sai và những cái chưa hợp lý, đóng góp để có một môi trường giáo dục trong sạch. Cuộc hội thoại có tin nhắn của ông T cơ bản kết thúc tại đây. Phần tin nhắn này của ông Tê cũng là nội dung mà nhà trường đề cập đến trong giấy mời, yêu cầu ông T lên làm việc và đánh giá là ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân cho rằng những tin nhắn này có nội dung xúc phạm danh dự nhà trường. Ông Dũng nói, không phải chúng tôi mời phụ huynh làm việc về chuyện thắc mắc các khoản thu chi, mà vì các bác trong nhóm lớp đã có tin nhắn có nội dung xúc phạm danh dự nhà trường. Phụ huynh gửi con vào một môi trường mà phụ huynh nói là nhà trường không trung thực gửi con vào mà không biết sau này con sẽ làm cái gì và chúng tôi phải làm việc cho rõ ràng. Từ phía ông Tê, ông Tê cho rằng mình không hề xúc phạm nhà trường, do đó ông không lên làm việc. Ngày 4 tháng 10, con ông Tê đã nghỉ học, theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tuy nhiên, đến tối mùng 4 tháng 10, giáo viên đã gọi điện cho gia đình thông báo cho học sinh đi học trở lại vào ngày mùng 5 tháng 10. Việc đình chỉ học và đi học trở lại của con ông Tê không có văn bản nào, chỉ thông qua các cuộc gọi điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. Ông Tê có ghi âm các cuộc gọi này. Sáng 5 tháng 10, ông Hát đã lên gặp nhà trường. Người tiếp ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân. Ông Tê cho biết, cuộc trao đổi tiếp tục xoay quanh nội dung tin nhắn của ông. Ông Tê một lần nữa khẳng định không xúc phạm nhà trường, sẵn sàng để pháp luật vào cuộc. Về tâm lý của con, ông Tê cho biết, con có nhiều biểu hiện lo lắng bất ổn về tâm lý khi đi học trở lại. Liên quan đến vụ bố phản ánh về Thu Chi, con bị từ chối giáo dục. Trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo do ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng nhà trường ký. Theo nhà trường, ông HXT là phụ huynh học sinh HHG lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân. Ngày 26 tháng 8, ông A còn nhắn tin trên nhóm Zalo của lớp 12A3 với nội dung: "Vậy là nhà trường không trung thực và không tôn trọng ý kiến của phụ huynh học sinh. Vậy trong cuộc họp có cần thiết phải bầu chi hội trưởng nữa hay không?" Nếu nhà trường cho rằng làm như vậy là đúng thì đâu cần phải họp phụ huynh để làm gì. Nhà trường làm gì cứ làm, đâu cần ý kiến của phụ huynh. Tôi không nghĩ một ngôi trường để đào tạo ra những lớp trẻ trong tương lai lại có những hành động xấu đến như vậy, chu dập cả cái đúng, bao che cho cái sai, mập mờ không hề minh bạch trong mọi vấn đề như vậy. Bản thân chúng tôi tin tưởng nhà trường đã giao con cái chúng tôi cho nhà trường để nhà trường thay chúng tôi dạy dỗ các cháu, nhưng trong chính bộ máy lãnh đạo của trường đã như vậy không biết khi đào tạo các con của chúng tôi thì các thầy cô đào tạo cái gì? Vậy con chúng tôi khi lớn lên phải chủ dập những cái đúng và nâng những cái sai lên sao? Báo cáo của nhà trường nêu, chúng tôi nhận thấy việc làm của ông HXT đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân. Nhà trường cho biết sau đó đã hai lần mời phụ huynh học sinh lên làm việc, nhưng phụ huynh không lên. Trường sau đó mời bác trí hội trưởng phụ huynh học sinh của lớp 12A3 lên để trao đổi về việc ông A nhắn tin như trên và nhà trường nhờ chi hội trưởng thông báo từ phụ huynh học sinh HHG sắp xếp thời gian lên làm việc với nhà trường, nhưng nhà trường vẫn không nhận được sự hợp tác từ phụ huynh và gia đình. Ngày 1 tháng 10, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho mẹ của học sinh G. Đáng chú ý, trường này cho biết, thông báo ngày 25 tháng 9 của nhà trường gửi tới phụ huynh học sinh có nội dung nếu phụ huynh này không đến trường làm việc, học sinh sẽ bị nghỉ học mục đích chỉ là mong nhận được sự hợp tác từ phụ huynh với nhà trường, chứ nhà trường chưa có quyết định dừng học nào với học sinh HHG. Nhà trường cũng cho biết, trường tổ chức học tập từ ngày 8 tháng 8, nhưng đến nay nhà trường chưa nhận được bất kỳ khoản đóng góp nào từ phụ huynh học sinh, học phí, các phí dịch vụ giáo dục. Về việc này, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội khẳng định, nhà trường luôn phải đặt quyền lợi của học sinh lên trên, không thể vì bất đồng quan điểm giữa nhà trường với phụ huynh mà không cho học sinh đến lớp trường học vốn là môi trường an toàn công bằng văn minh thế nhưng những sự việc phát sinh trong thời gian gần đây đã khiến không ít người trong đó có cả các vị phụ huynh học sinh phải quan ngại bởi tình trạng lạm phát thu chi khuất tất trong việc đóng các khoản quỹ không tên liệu nếu thực trạng này còn tiếp diễn thì phụ huynh học sinh có còn tin tưởng vào hệ thống giáo dục hay không đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau